Công an thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk vừa điều tra làm rõ, bắt giữ một đối tượng đang là nhân viên của một công ty ở Đắk Lắk có hành vi cướp giật tài sản. Đó là Phạm Minh Tuấn, 30 tuổi, trú tại phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột. Theo kết quả điều tra ban đầu, Tuấn đang là nhân viên lao động hợp đồng tại công ty đô thị và môi trường tỉnh Đắk Lắk. Trước đó khoảng 17 giờ ngày 26 tháng 10, trong lúc đi làm về trên đường Hà Huy Tập hướng thành phố Buôn Ma Thuột đi huyện Cư Mờ Nga, Tuấn phát hiện một người phụ nữ điều khiển xe máy phía trước có đeo một chiếc ba lô. Bên hông trái ba lô có để một chiếc điện thoại iPhone XS nhưng không kéo khóa. Ngay lập tức, Tuấn liền áp sát cướp giật lấy chiếc điện thoại rồi rồ ga bỏ chạy. Em nói là công nhân vệ sinh môi trường đô thị tỉnh Đắk Lắk. Hôm đó đi làm từ trên công ty về, em có thấy một chị gái đi chiếc Vision màu đỏ, để một cái điện thoại bên hông của một cái túi ba lô đằng sau. Sau đó em đi theo chị gần một cây số tới khu công nghiệp, rồi em thò tay em lấy, rồi em quay xe em chạy, xong rồi em hỏi bán được 2 triệu đồng. Mục đích là em để sử dụng tiêu xài cá nhân với mua ma túy. Em nghiện ma túy được vài tháng nay, hình thức sử dụng hút chích. Hiện vụ việc đang được công an thành phố Buôn Ma Thuột tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý Phạm Minh Tuấn về hành vi cướp giật tài sản.